Chào mừng tất cả anh chị em, cô dì, chú bác đã đến với kênh Dung Kinh Online và quan tâm đến kênh Dung Kinh Online trong thời gian qua. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thì có rất nhiều anh chị em, cô dì, chú bác khu vực miền Bắc này đã đặt câu hỏi và kết bạn Zalo để mình báo giá và tư vấn trực tiếp cho mọi người. Thì hôm nay mình làm clip này là mình cũng báo giá giá nhôm kính mới nhất tháng 7 8 và từ đến cuối năm nhé, 2022 thì nó có biến động không. Thì giá hiện tại là nhôm kính đã giảm nhé, giá nhôm mua vào và gia công thì đã giảm từ 53 đến 5.000 một kg đó. Thì song song đó cái khối lượng, ví dụ chúng ta đặt cái khối lượng nó nhiều ấy, khối lượng từ 40 mét mình đã giảm rồi nhé, từ 30-40 mét. Không 30 mét thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà từ 40 mét, 50 mét hoặc là tầm 100 mét thì khối lượng nó như vậy thì làm đến nó rẻ đi. Rẻ đi nhá, rẻ đi tầm có thể là 100.000 hoặc là 50.000 một mét vuông chẳng hạn. Thì hơn một người khối lượng nhiều thì sẽ giảm nhiều. Tuy rằng nhôm kính nó giảm nhá, nhôm giảm nhưng mà kính và phụ kiện nhá. Kính và phụ kiện chính hãng thì không giảm nhé, mọi người nên lưu ý nhé. Kính với lại phụ kiện chính hãng thì không giảm, còn những phụ kiện loại 1, loại 2, loại 3 thì nó có thể nó giảm. Còn ví dụ như là phụ kiện Huy Hoàng này, Seven Day này, Kinoxin này, và hiện tại là đang ra cái phụ kiện của Việt Tiệp nhé, công ty khóa Việt Tiệp thì nó đã ra phụ kiện cho nhôm kính mới. Mình mới nhận được cái bản báo giá của hệ thống đại lý khóa Việt Tiệp là cho một danh sách là ra phụ kiện nhôm kính rất là đẳng cấp, cũng ngang nói chung là ở Việt Nam nhé. Cái phụ kiện Việt Tiệp này, Việt Tiệp mới này khóa Huy Hoàng là hai thằng nó là đứng đầu của Việt Nam về khóa bản đề, còn Kinong là hàng của Trung Quốc nhé. Nhưng mà nó là hàng Trung Quốc, nó là hàng chính hãng, nhập Trung Quốc. Chứ không phải là giờ Việt Nam là phân phối Kinong chính hãng là của công ty của Việt Nam phân phối. Nhưng mà công nghệ còn là Kinong là của Trung Quốc. Còn Việt Tiệp mới này Huy Hoàng là của Việt Nam nhé. Thì chất lượng của Việt Tiệp mới Huy Hoàng mới này Kinong thì nó ngang tầm nhau nhé mọi người nhé. Bởi vì mình đã nhận được cái bản đó giá trên giấy tờ ấy là phụ kiện của Kinong, Việt Tiệp và Huy Hoàng nó chỉ chênh nhau có vài nghìn thôi, 2-3 nghìn thôi, để nó cạnh tranh nhau ấy. Đó, cạnh tranh nhau. Cũng như là mọi người khi mà mọi người quan tâm đến một cái hãng, ví dụ hãng xe hoặc là hãng TV hoặc là nồi cơm hoặc là gì đấy, thì đương nhiên là cái hãng, ví dụ hãng xe thì có hãng Honda hoặc là hãng Yamaha thì người ta vẫn cứ cạnh tranh nhau. Ví dụ như con Sinus hoặc con Nguyên Pha là những cái dòng dòng quốc dân thì người ta cạnh tranh nhau. Nó chỉ tầm 17-18 triệu thôi. Ví dụ Honda tầm 18 triệu, Nguyên Pha hoặc là CS thì tầm 18-19 triệu chẳng hạn. Ví dụ thế, cạnh tranh nhau cũng. Ở đây mình nói cái ý như vậy là mình nói cái tổng thể của cái thị trường bây giờ nó như vậy, cạnh tranh nhau. Còn hàng chính hãng thì vẫn đảm bảo uy tín và chất lượng cho mọi người. Nếu mà mọi người có nhu cầu lắp phụ kiện loại nào, Huy Hoàng hoặc là Việt Tiệp hoặc là Sinh Pha, Seven Day hoặc là Kinong, thì mỗi hãng thì chúng ta đều có thể lắp cho cửa nhôm được nhé. Kinong hoặc là Việt Tiệp hoặc là Huy Hoàng. Đấy bật. Còn kính thì trên thị trường kính thì nó vẫn đều như vậy. Nó không giảm bao nhiêu cả. Đó, mình làm cái bản báo giá trực tiếp là 2022 và tháng 7 tháng 8 này thì giá nhôm kính hiện tại là mình đang nhận làm. Làm nhé. Ở đây mình không nói cái lĩnh vực là phụ kiện loại AG nhé, không nói phụ kiện AG loại rẻ, mà mình là nói những cái phụ kiện cao cấp nhất, ví dụ như là khóa Huy Hoàng hoặc là tay cài đa điểm Huy Hoàng chẳng hạn. Đó thì giá sẽ khác, còn tay đơn điểm thì nó sẽ khác nhé. Vẫn là to do nhu cầu của mọi người thôi. Khi mọi người đặt vấn đề mà mình báo giá mà mọi người cứ bảo là làm cái chất liệu hoặc cái phụ kiện tốt nhất cho mọi người thì đương nhiên mình sẽ tư vấn về cái vấn đề là
khóa Huy Hoàng Việt Tiệp, hoặc là khóa Kinong, tay cài đa điểm Kinong cho cửa sổ hoặc là cửa đi, thì đương nhiên giá nó sẽ cao hơn. Chứ không có chuyện tất cả tay cài đa điểm xịn mà của Việt Tiệp hoặc là của Kinong xịn mà lại giá lắp cho hạng vắt cạnh loại tầm trung thì lại nó rẻ, chứ không có đâu. Tối thiểu thì nó phải, nếu mà tay cài đa điểm tối thiểu nó phải tầm 1,6 triệu nhé. Đấy là hệ tầm trung từ ly 1 cho đến ly 4. Ví dụ còn đây nhà mình báo giá đây là tầm trung nhé. Còn ví dụ sinh pha nhé, sinh pha mà tay cài đa điểm nhé, tay cài đa điểm Kinong xịn hoặc là tay cài đa điểm Huy Hoàng là dành cho cửa sổ ấy, thì giá cửa một cánh hoặc là cửa hai cánh thì nó dao động từ 1,850 triệu nhé, 1,850 triệu mét vuông đó. Kính 8 ly 38 cho mình nhé. Mọi người cứ tham khảo cái giá này xem, ở trên thị trường không có đâu nhé. Có thì người ta cũng bóc tách hết ra, nhưng người ta không đi chung, bởi vì từ trước giờ mình báo giá mình toàn có bao gồm tất cả phụ kiện nhé, chính hãng nhé, bao gồm đi hết rồi, bao gồm vào cửa hết rồi nhé, chứ không bóc tách một bất cứ một cái đề vấn đề gì hết. Bóc nó cái đó nhất là khi mà báo chung như vậy thì nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ người ta bóc tách ra thì đương nhiên sẽ đắt. Ví dụ một cái tay cài đa điểm của Huy Hoàng chẳng hạn, người ta bóc tách ra là tay cài mới được vố viết các kiểu, tại bóc tách cái kiểu theo kiểu công ty, hoặc là cái khóa đa điểm của Huy Hoàng người ta cũng bóc tách kiểu vậy đó, người ta bóc tách như vậy thì nó rất là đắt, rất là đắt. Ví dụ một bộ bốn cánh của Huy Hoàng, bốn cánh sinh pha Huy Hoàng, người ta sẽ bóc tách là một bộ khóa Huy Hoàng này, đa điểm này, 6 cái chốt, bộ chốt có thể là chốt rút hoặc là chốt bật cao cấp đó, là người ta cũng bóc tách hết ra. Và bản đề người ta cũng ghi hết ra tiền, ví dụ bản đề là tầm 250 một cái, bản đề 4D Huy Hoàng chẳng hạn, ví dụ thế. Còn khóa là 700, còn 6 bộ chốt rút kia mỗi bộ là 150 chẳng hạn. Đấy, người ta bóc tách như vậy thì đương nhiên là cái giá thành của cái bộ cửa đấy nó sẽ lên đến cộng, nó dồn lên tầm 1-2 triệu, có thể lên 3 triệu một bộ. Còn khi mà chúng ta tính chọn gói thì ví dụ như là bộ của 10 người là cao 2m2 rộng 2, cao 2m8 rộng 2m4 chẳng hạn, thì cứ nhân với nhau xong là bắt đầu ra mét vuông, chúng ta chỉ nhân với tầm 2,4 triệu chẳng hạn, là sẽ ra kết quả là khối lượng cửa của chúng ta là bộ cửa nó bao nhiêu tiền, chứ không phải cộng thêm bất kỳ một cái gì nữa đó, không đập thêm một cái gì nữa. Thì cái giá chung phụ kiện bây giờ nhé, cái giá chung phụ kiện bây giờ ví dụ như là cửa mà sinh pha mà bản đề 4D khóa đơn điểm của Huy Hoàng này, mình đang tháng trước thì mình đã làm là 2,5 triệu nhé, tháng trước làm 2,5 triệu rồi, thì hiện tại mình đang làm là 2,350 triệu đó, 2,350 triệu nhé. Thì 2,350 triệu này cửa của mọi người cũng phải là tầm từ 1,5 mét trở lên thì mới được như vậy nhé. Ví dụ cái cửa của mọi người nó nhỏ quá thì cũng khó. Nếu mà nhỏ quá thì tầm 2,4 triệu, thì cửa càng to thì đơn giá nó càng nhỏ, càng thấp đi. Ví dụ cửa 10 mét thì đơn giá nó sẽ tầm 2,3 triệu chẳng hạn. Đó. Cửa sinh pha một người mà tầm 90 mét thì mình chỉ làm 2,3 triệu mét vuông. Còn cửa nhỏ 6 mét vuông mà làm 4 cánh, 6 mét vuông nhé, 5-6 mét vuông mà chia thành 4 cánh thì đương nhiên đơn giá nó sẽ cao hơn. Bởi vì khi mà cái sinh pha nhập khẩu này là nó chỉ có 5,8 mét thôi, mà khi cắt ra là chia ra thì nó rất là nhỡ nhôm, rất là nhỡ nhôm. Đó, rất là nhớ nhôm nhé. Còn hệ tầm trung, ví dụ hệ PMA nhé, PMD, PMA của ATC, còn PMD là nhập khẩu của Quảng Tây nhé, và vi sinh pha là của Việt Nam bắt cạnh nhé, thì mình đang làm giá chung với nhau, nó có thể là chênh lệch nhau đấy, nhưng mà mình sẽ làm chung một giá, nó là từ 1,550 triệu đến 1,6 triệu tùy theo phụ kiện nhé. Ví dụ như một người là dùng bản đề Huy Hoàng này, khóa đơn điểm Huy Hoàng và tay đơn điểm dành cho cửa sổ thì có giá là 1,550 triệu, còn tay đa điểm thì đương nhiên là phải 1,6 triệu rồi đó.
đương nhiên 1.6 nha. Kính thì buồn trước giờ mình bao giờ cũng phải là đi kính, tất cả là kính an toàn hai lớp 638 hoặc là 838 nhé, tùy theo mọi người sử dụng kính như nào. Còn bảo hành thì đương nhiên là bảo hành khóa cho mọi người là, nếu mà khóa chính hãng mọi người mình phải bảo hành cho mọi người tầm 25. Bởi vì cái khóa này là khóa nó có tem thì khi mà nó bị lỗi thì mình có vẫn đi đổi được nhé, mình chứ không mình không phải bỏ tiền mình mua. Mà nó lỗi thôi, mình chỉ cần cạo cái lớp mã code của nó ra, mình kích hoạt cái mã bảo hành là ra đại lý to nhé. Mà bảo hành là đại lý to mà người ta cung cấp khóa chính hãng cho mình ấy thì mình mới đổi được nhé. Tránh trường hợp là mình mọi người mua lẻ tẻ ở quán thì không bao giờ đổi được đâu. Người ta không bảo hành đâu nhé. Phải có đại lý to, đại lý mà cái kiểu là hãng ủy quyền ấy, cũng như là cái xe của mọi người nha. Mọi người là mua đại lý to ấy, thì mọi người sẽ được bảo hành trọn đời, bảo hành 25 chẳng hạn. Còn mọi người mua mà trôi nổi trên thị trường, ví dụ mua của quán xá thì đương nhiên là sẽ bảo hành nó sắp đi, có thể là không bảo hành luôn đó. Thì nói chung là nó như vậy. Thì chốt lại một câu thì giá nhôm kính hiện tại trên thị trường là đang giảm. Ví dụ mọi người làm nhiều thì đương nhiên giá sẽ thấp đi nhá. Ví dụ tầm 40 mét, 50 mét, hoặc là 100 mét, 80 mét, hoặc 70 mét thì đương nhiên là nó sẽ thấp đi. Và có thể là linh động là chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với nhau là thảo luận về giá, có thể là sẽ rẻ hơn chứ không phải là nhất thiết là về giá như vậy. Đây là mình đặt cái giá như vậy để cho anh em thợ ở tất cả mọi miền người ta này không mắng mình là mình báo thấp thế hay là báo cao thế hay là báo như nào đó. Mình báo nên mình báo cá nhân của mình nhé, mình báo cá nhân của mình làm giá như vậy. Còn khu vực mọi người được tư vấn báo giá thì mọi người cũng tham khảo nhé, tham khảo chứ không phải dựa theo một giá chung, không phải giao một giá chung trên cả nước. Bởi vì giá mỗi nơi một khác, ở quê khác mà ở phố khác, mà tỉnh này với tỉnh kia khác nhau, chứ không phải là cả nước ngành nhôm kính thì giá nó khác nhau. Còn ở công ty nhé, ví dụ cái giá ở ngoài thị trường nó như vậy, nhưng mà khi mà mọi người mà đặt vấn đề, mọi người mà làm cửa mà đặt bên công ty thì đương nhiên giá cực kỳ cao luôn. Mình đảm bảo với mọi người đấy, mình đảm bảo với mọi người giá, nó bảo giá của công ty nó sẽ bóc tách thất tần tật luôn. Ví dụ một người làm một cái cửa hai cánh thì sẽ bóc tách là 6 bàn đề này, một bộ khóa này đó, và chốt trước là người ta bóc tách hết, chứ không người ta không cộng tính chung cho mọi người đâu. Mọi người nên nhớ một điều như vậy nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip, và nếu mọi người chưa like đăng ký kênh thì hãy nhớ like đăng ký kênh, ủng hộ Nhôm Kính Online ra những clip tiếp theo nhé. Ok mọi người.